ngày nãy ngày nay có một người là nhân viên của một cái ngân hàng nọ không có đặc tính su nịnh bề trên và cũng không thích uh, thảo mai nên không có được thăng quan tiến chức đó mà không có phe đảng gì hết và cứ mãi làm cái nghề gọi là nghề teller là ai tới gì giao dịch gì được không cũng lên chức gì hết là mấy chục năm rồi cũng ngán lắm rồi lương thì gọi là bó chiếu buộc bụng á vừa đủ sống thôi buồn cho một kiếp người danh tiếng là làm trong ngân hàng mà cũng khổ lắm các bạn ạ à. bạn ấy buồn chán nản và cho rằng là cuộc đời của các bạn ấy là hết hy vọng rồi và bỗng một hôm nọ trời trong mây tạnh không có mưa và bạn ấy phát hiện bạn ấy là người đi làm về trễ nhất cũng là người đến sớm nhất thì bạn ấy phát hiện ra ủa cái gì lạ lạ ở dưới chân mình vậy ạ à? thì bạn này mới thấy ra một cái tờ ngân phiếu ở trong đó ghi là 10 tỷ Nhưng mà không có ai Tên không có ai hết Đúng là tờ ngân phiếu thiệt các bạn ạ à. 10 tỷ mà không có tên Giờ sao ta Cuộc sống mình khó khăn quá Mà tờ ngân phiếu này chắc mình làm Chắc ba đời cũng không có được số tiền 10 tỷ nè Ồ, bây giờ trong đầu có hai thiện và ác đánh nhau trong đầu chi ché đánh mày lấy cái này đi Mày không lấy cái này, lấy cái này mới đổi đời Xong nghĩ làm, đi vòng quanh thế giới đi Đó là Ác á, thiện à. Thôi, lên phường đi Lên công an phường đi Gọi điện thoại cho sếp liền Cho sếp biết cái này Mình sẽ được lên được một chức Thì may ra mình mình được thêm chút xíu tiền Mà có khi là cũng không được nữa May ra mình Thôi, mình làm người lương thiện đi Thôi, rồi bắt đầu có suy nghĩ trần trọc mãi. Rồi à, thôi, nhặt được của rơi. Tạm thời bỏ túi trước đó. Suy nghĩ trước đó. Thôi, về. Yeah. Về đến nhà. Cũng không buồn ăn luôn. Bắt đầu suy nghĩ. Trong đầu giống như kiểu chập choạng vậy đó. Kiểu tiếng thói lưỡng nan Khó giải quyết cái ca này ha. Làm người hiền cũng không được mà. Làm người ác cũng không xong ha. 50-50 ha. Bây giờ sao nè ta. Thầy các bạn thấy bạn làm gì các bạn? Đó, thầy các bạn các bạn vào tình huống này các bạn làm gì các bạn? Bây giờ bắt đầu ngồi xuống viết ra nếu mà giữ lại 10 tỷ sẽ là có vốn làm ăn, nghĩ ngay lập tức cái ngân hàng quái quỷ đó mới được. Nó nó đi thì mình mấy chục năm nay rồi. Thì bây giờ làm sao đây? Làm sao để tốt cho cả hai? Mình đã muốn nghỉ việc lắm rồi mà mình nghĩ không biết mình cặp đất mà ăn nữa à? Mùa này đất cũng khó mà cặp lắm á. Mình sẽ được có tiền làm ăn rồi có thể là thăng quan tiến chức rồi có địa vị trong xã hội với cái số tiền này cam dỗ dữ lắm nhà rồi vẫn và trần trọc qua trần trọc lại canh 4, canh năm vừa chợt mắt thì trần trọc hoài cũng đói bụng thôi lục đục mở tủ lấy mì gói ra làm tô ăn cho nó ấm bụng rồi đi ngủ rồi sáng mai đi làm Rồi nhìn thấy sếp Sao hôm nay sếp mình hay nhìn nhìn mình vậy ta Rồi cũng yêu luôn Cũng không nói gì hết Qua một ngày Rồi Sao thấy công ty không ai nói gì hết vậy? Hai ngày, ba ngày, bốn ngày Năm ngày Thứ bảy, chủ nhật Nghỉ Đi quẩy Đi quẩy mà cũng Dắt xe ra định đi nhưng mà thôi ở nhà cứ suy nghĩ hoài cái chuyện này làm việc nó cũng không tập trung nữa rồi tới thứ hai tuần sau quay lại công ty cũng thấy mọi chuyện cũng bình thường cũng làm việc rồi từ từ cũng quên cái tờ ngưỡng phiếu đó luôn nó nằm ở trong ở nhà kẹp vô trong một cái cuốn sách để đó ở nhà và cuối cùng đến ngày thứ 8 là ngày thứ ba tuần sau định mệnh có một cái ý tưởng phát ra giống như kiểu một cái bóng đèn nó sáng trên trên trong cái cuộc đời vậy đó sáng bừng, bừng coi như bừng tỉnh các bạn biết làm gì không mới quyết định đi đến ngân hàng bỏ cái tiền này vào trong thẻ trong ngân hàng của mình đó rồi sau đó lấy số tiền này ra xài từ từ rồi từ đó thì có tiền rồi vung mạnh tay chứ quẩy rồi cho nó sướng đời chứ, xong rồi giao du với người này giao du với người kia rồi bỏ cái chỗ đó luôn đi làm chỗ khác đi đi tới chỗ khác ở chứ ở gần đó anh chị thứ ba xong rồi nói với lại sếp nhưng mà không phải chuyển tiền cho ngân hàng cũ đó đâu đi qua ngân hàng mới liền rồi mở cái tài khoản ngân hàng mới rồi này nọ tiền của cha mẹ cho viết tên cha mẹ vô rồi um, đi qua chỗ khác mà ở thành phố khác sống rồi lên thủ đô sống luôn lên thủ đô giao du với người này giao du với người kia quen biết rộng rồi đầu cơ rồi số tiền nó từ 10 tỷ giờ nó cũng lên được đó vài chục tỷ rồi có, có lúc nó đã, đã lên tới cả trăm tỷ luôn lên tới trăm rưỡi hai, hai trăm tỷ luôn á thì thấy tiền nhiều quá cũng không biết làm gì thì bây giờ bắt đầu thích tới cái chuyện mà chính trị chính em rồi đó bây giờ thấy giàu mà không ai nể cứ năn nỉ tụi nó hoài nó tụi nó nể giùm đi Người ta cho tiền mà không có thằng nào chịu nể á thấy người ta tàn nể mấy người làm chính trị chính em à bây giờ này phải đi qua chỗ mới rồi phải đặt có tên xong nghe cho nó sang sang rồi xong rồi giờ mình phải kiếm cái chân nào ở trong cái bộ máy chính trị chính em để cho người ta nể mình chứ chứ giờ mình cứ giàu mà không có ai thèm nể hết bây giờ mình phải mon men vào thì cái số tiền đó thì cũng chuyển ra tiền đô chuyển ra tiền đô rồi xong rồi lên nhờ vả người này nhờ vả người kia cửa chính không được thì ta đi cửa hậu đưa cho người uh, quan được Thì ta đưa cho vợ quan họ đưa cho con của quan thôi rồi từ từ cũng mong mang được lên cái uh, một cái chân chân này cũng ok cũng ở thủ đô mà uh, có một cái chân cũng tốt rồi chân này cũng là thua vài người thôi nhưng mà hơn chục triệu người vô được thượng viện luôn đó, ngon lành rồi nha. Rồi, thì anh chàng này làm vài năm, làm nhiều năm ở trong cái 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 cái, cái ngân hàng thì cũng có biết ăn nói rồi khiếu này khiếu nọ, không mất lòng người này người kia, rồi biết thêm đầu cơ xong rồi bán buôn đất đai rồi nọ, lên như diều gặp gió, cộng thêm với chính trị nữa, giúp anh này càng củng cố được cái sự nghiệp của anh này và thêm nữa là ăn nói khéo léo và giúp cho này thăng tiến lên sau đó là được lên thêm thăng quan tiến chức lên như vừa gặp gió luôn rồi được bầu vào những cái hội và chơi với những cái hội um, nói chung là những hội rất là đặc biệt chỉ dành cho những người vừa giàu mà vừa có quyền có thế thôi các bạn và được phong tặng huy chương và được phong làm sơ nữa được lên được nữ hoàng anh tặng cho chức hiệu sơ bây giờ gọi không phải là người thường nữa bây giờ phải gọi là sơ đó, các bạn sơ mít á đó, giống như là David Beckham bây giờ cũng gọi là sơ rồi này nọ gọi là sơ ha đó nhưng mà giỡn khi mà qua đời á thì có thủ tướng đi đâm ma tổng thống là phải cởi hạ nón xuống để mà chào tạm biệt rồi tất cả dân rồi đâu phải thương xót đưa đi rồi này nọ xây những cái cái mộ phải là vài hecta rồi được xây trước sau khi chết thì xây những cái tượng đài ngàn tỷ nữa và cuối cùng thì sau khi đã được qua thế giới bên kia thì có một số người hỏi một số người ở thế giới bên kia hỏi ông anh chàng này anh chàng này nó rất là mãn nguyện rồi sau khi mà mình làm được nhiều thứ cho cuộc đời thì cuộc đời mình cũng cũng đã mãn nguyện lắm rồi tại vì cũng được người này biết đến người kia biết đến rồi uh, về tiền bạc về địa vị xã hội rồi này nọ nhưng mà mình hỏi các bạn các bạn có tôn trọng những người giống như vậy không nhiều người nói rằng với mình á. Uh, những cái người thành công kiểu này uh, thì chẳng thà họ thất bại thất bại như kiểu bị đóng đinh như là chúa hoặc là thất bại giống như kiểu mấy cái người mà bị uh, giảng đạo rồi nọ như là phật như là khổng tử nhìn lão tử đó thà là như vậy còn hơn còn hơn là anh chàng này các bạn có thể comment bên dưới cái uh, suy nghĩ của các bạn nha thôi xin chào kể chuyện các bạn nghe đến đây là kết thúc ha